Vài năm trở lại đây, chứng chỉ IELTS ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt trong tuyển sinh đại học. Nhiều học sinh ngay từ cấp 3 đã ôn luyện để có trong tay chứng chỉ này như một tấm vé ưu tiên vào ngôi trường đại học mơ ước. Việc sở hữu chứng chỉ IELTS không chỉ giúp nâng cao cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh, mà còn giúp các bạn trau dồi và thể hiện bản thân bằng tiếng Anh. Theo em thì việc có chứng chỉ IELTS ở thời hiện tại giúp ích rất nhiều trong các việc liên quan đến phần về đại học sau này. Nó cũng là một cái tấm vé để giúp em vào được trường đại học em mong muốn. Cũng dễ tự tin hơn khi mà giao tiếp với mọi người nữa. Nếu như mà học IELTS thì các bạn sẽ đỡ cái áp lực trước khi mà thi trung học phổ thông quốc gia, bởi vì là hiện tại thì trung học phổ thông quốc gia thì nó khá là khó để có thể đạt được những cái như kiểu là vào được những cái trường đại học như kiểu là kinh tế quốc dân hoặc là bách khoa, thì cái điểm trung học tốt nghiệp trung học phổ thông của các bạn ý phải trung bình phải từ 9 trở lên, trong khi mà bỏ thời gian IELTS ra ấy ạ, thì các bạn nếu như bạn ý đã giành được 7,5 đến 8.0 thì bạn ý đã được 10 điểm tiếng Anh và coi như là một môn của bạn ý đã xong rồi. Nên là theo em thì sử dụng chứng chỉ IELTS thì khá là có lợi đối với cả học sinh trung học phổ thông như bọn em. Đối với các trường đại học, việc tuyển sinh bằng chứng chỉ IELTS cũng giúp nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào, bởi hiện tại tiếng Anh giúp các sinh viên dễ hòa nhập với thế giới. Mặc dù vậy, trước những e ngại sẽ tạo nên những bất công với thí sinh khó tiếp cận các chứng chỉ ngoại ngữ, nhiều trường đại học mới chỉ dành một lượng chỉ tiêu nhất định cho phương thức này. Vâng, tôi nghĩ hoàn toàn không phải như vậy, bởi vì thứ nhất là cái tỷ lệ cũng không lớn. Thứ hai nữa là trong cái môi trường cạnh tranh toàn cầu như thế này thì ngoại ngữ cũng là một trong những cái điểm rất là quan trọng, thì tôi nghĩ rằng là nó không liên quan gì đến cái việc gọi là làm mất đi cơ hội của những cái bạn thí sinh mà không được tiếp cận, vì là môi trường cạnh tranh toàn cầu. Thứ hai là cái tỷ lệ mà xét tuyển ở những cái phương thức này nó rất là thấp, số lượng nó không nhiều. Trường những năm gần đây thì tuyển sinh khoảng dưới 10% những cái xét tuyển thẳng hoặc là những cái xét tuyển ưu tiên, trong đó cái xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ là một trong 6 cái phương thức xét tuyển của nhà trường, vì vậy mà nó chiếm tỷ trọng rất là nhỏ. Trong mùa tuyển sinh 2023, tính tới thời điểm hiện tại đã có 98 trường đại học, học viện thông báo tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, cộng điểm ưu tiên với thí sinh có chứng chỉ IELTS, trong đó có nhiều trường top đầu như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.